Này thiện hiện, do nhân duyên này nên biết tất cả người có tưởng nhị nhất định không bố thí ba la mật đa, cũng không tịnh giới ba la mật đa, cũng không an nhẫn ba la mật đa, cũng không tinh tấn ba la mật đa, cũng không tịnh lự ba la mật đa, cũng không bát nhã ba la mật đa, không đạo không quả, cũng không hiện quán. Cho đến thuận nhẫn họ còn chẳng có, huống là có sự biết khắp sắc, huống là có sự biết khắp thọ tưởng hành thức, huống là có sự biết khắp nhãn xứ, huống là có sự biết khắp nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, huống là có sự biết khắp sắc xứ, huống là có sự biết khắp thanh hương vị xúc pháp xứ, huống là có sự biết khắp nhãn giới, huống là có sự biết khắp nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, huống là có sự biết khắp sắc giới, huống là có sự biết khắp thanh hương vị xúc pháp giới, huống là có sự biết khắp nhãn thức giới, huống là có sự biết khắp nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, huống là có sự biết khắp nhãn xúc, huống là có sự biết khắp nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, huống là có sự biết khắp các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, huống là có sự biết khắp các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, huống là có sự biết khắp địa giới, huống là có sự biết khắp thủy hỏa phong không thức giới, huống là có sự biết khắp nhân duyên, huống là có sự biết khắp đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, huống là có sự biết khắp vô minh, huống là có sự biết khắp hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than cổ yêu não, huống là có sự biết khắp bố thí ba la mật đa, huống là có sự biết khắp tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, huống là có sự biết khắp pháp không nội, huống là có sự biết khắp pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi pháp, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, huống là có sự biết khắp bốn niệm trụ, huống là có sự biết khắp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, huống là có sự biết khắp thánh đế khổ, huống là có sự biết khắp thánh đế tập diệt đạo, huống là có sự biết khắp bốn tịnh lự, huống là có sự biết khắp bốn vô lượng, bốn định vô sắc, huống là có sự biết khắp tám giải thoát, huống là có sự biết khắp tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, huống là có sự biết khắp tất cả pháp môn tam ma địa, huống là có sự biết khắp tất cả pháp môn đà la ni, huống là có sự biết khắp pháp môn giải thoát không, huống là có sự biết khắp pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, huống là có sự biết khắp bậc cực hỷ, huống là có sự biết khắp bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, huống là có sự biết khắp năm loại mắt, huống là có sự biết khắp sáu phép thần thông, huống là có sự biết khắp mười lực Phật, huống là có sự biết khắp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, huống là có sự biết khắp đại từ, huống là có sự biết khắp đại bi, đại hỷ, đại xả, huống là có sự biết khắp pháp không quên mất, huống là có sự biết khắp tánh luôn luôn xả, huống là có sự biết khắp trí nhất thiết, huống là có sự biết khắp trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, huống là có sự biết khắp quả dự lưu, huống là có sự biết khắp quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác, huống là có sự biết khắp tất cả hạnh đại bồ tát, huống là có sự biết khắp quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Họ còn chẳng có thể tu các thánh đạo, huống là đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác, huống là lại có thể đắc trí nhất thiết trí và có thể đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục.